Chương trình Ước mơ Việt khuyến khích trẻ học tiếng Việt qua những cách tự nhiên, không bài bản nhưng rất hữu hiệu: hát, nói và đọc truyện bằng những phương tiện phổ thông nhất, cell phone, computer và sách song ngữ. Các em sẽ được thi đua và khen thưởng qua một cuộc thi mà cho dù sống ở đâu trên nước Mỹ, các em cũng tham dự được. Xin vào báo viettai.com để biết đầy đủ chi tiết. Hãy hướng dẫn con em tham gia chương trình Ước mơ Việt để bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Liên lạc ban tổ chức qua email ctuocmoviet@gmail.com hoặc 562-713-2353. Kính thưa quý vị, Thiên Hương xin kính chào quý vị, mời quý vị trở lại với chương trình Ước mơ Việt. Ngày hôm nay, Thiên Hương rất vui để sắp sửa trình diện với quý vị các thí sinh của cuộc thi Ước mơ Việt. Kính thưa quý vị, trong 2 tháng vừa qua, đã có một số đông các em nhỏ hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức chương trình Ước mơ Việt. Cảm ơn tất cả các phụ huynh của các em đã giúp các em tập hát, tập đọc. Và ngày hôm nay các em đã nộp vào những cái video file để dự thi cho cuộc thi Ước mơ Việt của chúng ta. Kính thưa quý vị, ban tổ chức xin kêu gọi tất cả quý vị khán thính giả vào xem chương trình của các em và kêu gọi bà con cô bác của mình cùng vào xem để mà ủng hộ tinh thần của các thí sinh này. Chúng tôi xin mời quý vị chấm điểm cho các em bằng cách text đến số phone 562-713-2353. Khi quý vị text vào thì quý vị ghi rõ số báo danh của thí sinh, tên họ của thí sinh và quý vị sẽ chấm điểm cho các em theo tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, nếu các em nộp bài đầy đủ, có nghĩa là các em có hát bài hát Ước mơ Việt. Các em sau khi hát xong, các em có nói là các em chọn ra những cái ngữ vựng sau đây. Tùy theo lứa tuổi, 5 chữ cho các em từ 7 đến 10, 7 chữ cho các em từ 11 đến 13 và 10 chữ cho các em ở lứa tuổi trung học, tức là 14, 15, 16, 17, 18. Kính thưa quý vị, nếu các em hát đủ bài hát và nói ra được những ngữ vựng mà các em học được từ bài hát này và các em đọc một đoạn trong quyển sách Tết và các em cũng nói ra là các em đã chọn được những ngữ vựng 5, 7 hoặc 10 ngữ vựng tùy theo lứa tuổi của các em là các em đã đạt được phần thứ nhất, có nghĩa là đầy đủ. Nếu các em làm đầy đủ những điều đó thì các em sẽ được 4 điểm. Cái mặt thứ hai là nếu các em làm đúng, có nghĩa là các em hát, nó ra một cái bài hát, chúng ta nghe, chúng ta thấy, à, nó là bài hát Ước mơ Việt. Rồi các em đọc, nó ra tiếng Việt, tức là các em hát đúng, đọc đúng, thì các em sẽ được thêm 3 điểm nữa. Thì quý vị thấy là điểm gọi là 70% là gần như là em nào cũng sẽ được. Bây giờ hơn nhau hay không là ở 3 điểm cuối cùng, tức là hay. Đó, thì tùy theo mức độ hay bao nhiêu, hay nhiều, hay ít, mỗi một quý vị khán thính giả sẽ có một cái cách chấm điểm riêng của mình. Nếu các em hay thật hay thì được 3 điểm, hay vừa vừa thì 2 điểm, hay ít ít thì 1 điểm. Thưa quý vị, tổng cộng số điểm là 10 điểm. Thế nên xin nhắc lại là xin quý vị text vào số 562-713-2353, ghi rõ số báo danh và tên, nguyên tên của thí sinh và chấm điểm 4 điểm nếu các em nộp đầy đủ, 3 điểm nếu các em hát đúng, đọc đúng và 3 điểm cuối cùng là tùy theo các em hay tới đâu, quý vị cho điểm nhiều tới đó từ 1 đến 3 và tổng số điểm sẽ là 10 điểm. Thưa quý vị cứ mời bà con, họ hàng, bạn bè của các em vào chấm điểm cho thí sinh của mình. Không sao cả, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng vui. Tất cả số điểm của quý vị khán giả cộng vào sẽ được lấy ra thành một con số trung bình. Và con số trung bình của quý vị sẽ được giá trị là 10% của tổng số điểm của các em. Và chúng tôi có 3 vị giám khảo, mỗi vị giám khảo sẽ chấm
Và cái điểm của mỗi vị giám khảo sẽ có giá trị là 30%, để tổng cộng chúng ta sẽ có 100% số điểm của các em. Xin mời quý vị hãy xem xong những cái video này, chấm điểm cho các em và kêu gọi bạn bè, bà con, cô bác của mình cùng vào xem và cùng chấm điểm cho các thí sinh của chúng ta. Kính thưa quý vị, con tên là Anthony Nguyễn, con là 11 tuổi. Hôm nay con xin hát bài Ước mơ về của Định Đại và phần nhạc đệm Con đánh và thâu trước. Con thấy ơi Dương Wagner xin trân trọng kính chào ban giám khảo. Và còn hơn một tháng nữa con sẽ tròn 12 tuổi. Con sống ở San Jose, California. Sau đây con xin hát một nhạc phẩm mang tên Ước mơ Việt, thơ của Cao Nguyên, nhạc của Đình Đại. Ước mơ Việt, ước mơ chung, suốt nghìn năm con trâu lạc hồng.
Ước mơ về về một Việt Nam, rạng danh nơi giống vẽ vàng sơn hà. Ước mơ Việt, ước mơ chung, thiết tha bầu nhiệt huyết dân đời. Cảm ơn tụi tụi trẻ Việt Nam, vì người hy sinh vì nước quên mình. Ước mơ em ước mơ, bước vào cuộc hành trình, rồi hồng nhân ai khắp miền quê hương. Ước mơ em ước mơ, vì lệ sống vì yêu thương, nói vòng tay em cùng nhau thực hiện ước mơ. Ước mơ Việt, ước mơ chung, ước mơ đây nhiệt huyết không ngừng, sẽ một ngày tươi vui, cùng nhau ta hát Tổ quốc Việt Nam. Dạ con xin cảm ơn. Dạ và sau đây con xin đọc một trích đoạn ngắn Con sáo của em tôi của tác giả Duyên Anh. Lúc này đứng nhìn thiên hạ đón xuân, tôi nghĩ đến em gái tôi, nghĩ đến miếng thịt gà, thịt lợn hay thịt chim. Khi em tôi tỉnh dậy, anh em tôi chỉ có mỗi con sáo. Con sáo nuôi bao nhiêu ngày mới biết nói, chẳng lẽ tôi giết nó? Chẳng lẽ em tôi ăn cơm với muối ngày đầu năm? Năm nay em tôi 10 tuổi, 10 mùa xuân bay vút qua, 10 mùa xuân tẻ nhạt, buồn thảm, chấp nối thành thời thơ ấu của em tôi. Mùa xuân trôi theo kỷ niệm, có khi nào nối lại được? Tôi không muốn em tôi lớn lên phải nghẹn ngào nhắc tới một trang chua chát, xiên lệ cho cuộc sống. Vậy thì tôi sẽ giết con sáo. Tôi nghĩ tôi biết buộc tổ, biết nuôi sáo, nuôi bằng cái lòng của chú Nghị, thì sáo nào chẳng biết nói, biết khó. Dẫu con sáo này chết, tháng sau tôi buộc tổ sáo khác. Mùa xuân tàn rất nhanh, tôi có đàn sáo mới. Tôi nuôi một đôi để chúng quyến luyến nhau. Cơ hội anh em tôi, chắc em tôi sung sướng lắm. Ý tưởng ấy khiến tôi bớt xe xác, bớt tủi nhục. Tôi len lén trở vào xác cái lòng sáo xuống bếp. Trời còn tối, sáo không nhận ra tôi. Nếu nó chết thì nó oán hờn sự nghèo khổ và bàn tay tàn ác nào đó. Vong hồn cha tôi sẽ phù hộ tôi, giết nó. Tôi đau đớn vô ngần, nhưng tôi phải thương em tôi hơn. Em tôi phải được ăn thịt sáo, nấu su hào ngày mồng 1 tháng giêng năm mới. Chỉ vì em, tôi quên tất cả. Và sau đây, con xin đọc 7 ngữ vận của bài Ước mơ Việt. Ước mơ Việt Nam, Tổ quốc, tuổi trẻ, thực hiện, nghìn năm và quê hương. Và con cũng xin đọc 7 ngữ vần bài Tết của tác giả Nguyễn Phương. Bánh chưng, bánh dày, lì xì, cúng Tết, giao thừa, thắp hương và lễ chùa. Con hãy ao xin chân thành cảm ơn.